Thì đó. Quên cái xăng. Thấy không? Vậy. Lấy giùm cái xăng. Vậy đó, con rồi. Lỡ như tao không có nhà lấy cho mày. Thì thằng đậu lấy. Thằng đậu không có nhà lấy cho mày. Không có thằng đậu nhà thì tôi ra, tôi lấy mà nói tôi luôn. Thằng bạn gái gì mất nhớt vậy? Tiếng mất nhớt á. Nhà không có ai thì tôi ra, tôi lấy bình thường có gì đâu. Thì có biết là ông biết mày đó là con dâu không, hay không để gì nữa. Lấy cái xăng này đi. Dạ má. Dạ má. Trời ơi. Tắm rồi em ra dặn công chuyện coi. Từ từ. Tắm mặt được. Để đâu? Em quay ngồi đó sao đi. Không. Dặn gì nói đi. Ừ, dặn này nè. Tao đi công chuyện. Đi chơi với bà Chín. Một lát hồi đó mày ở nhà mày coi làm nhà xong rồi á, ai mà có lỗ tới mà đã mua đất á, mày bán là 10 cây nghe không? Bán 10 cây hả? 10 cây không hơn không bớt. Không. Chỉ có hơn thôi, chứ không có được bớt. 10 cây. Đúng rồi. Là chỉ có hơn 10 cây. Đúng rồi. Không có bớt đúng. Cứ tăng lên. Nghe không? Tí yên tâm. Nhà này không có tôi là cha con cứ chiến đấu vậy, thành ra là cái chuyện này cứ yên tâm. Giao tôi là mẹ. Nhà có mày nó không yên tâm đó. Vậy nghe, tao đi á. Ê, trời. Có chuyện mà chết của mày. Dạ, cho hỏi, ở đây có phải nhà của anh Đường không ạ? À? Ê mày, mở ra thằng anh mày. Dạ, anh chồng chú Đường. Chú bà hậu này. Mày nghĩ sao chứ đem chú gì trời? Dạ, vậy con xưng hôn sao rồi vợ? Em. Dạ con chào em. Sao đánh con? Em mà con. Em mà xưng con. Trời nghĩ sao vậy? Hả? Xưng anh. Ờ. Đó. Anh chào em. Tụi anh tới đây để mua đất đó. Ừ. Em. Bây giờ anh muốn mua đất có để làm việc với ai được nè. Mua đất hả? Ừ đúng rồi. Ở nhà này á, có nghĩa tao là chủ. Mà bây giờ là chủ nhà đi rồi. Mà tao là con dâu của ổng thì tao là chủ nhà. Mày làm gì chứ tao? Dạ. Bây giờ là cho tôi hỏi là đất ở đây là mình bán như vậy? Bán sao? Ý tao nói á, tám đất á là 10 cây. 10 cây. 10 cây. Chỉ có thêm, không có bớt. Bây giờ như nào? Hồi nãy là bán bao nhiêu? 10 cây. Rằng tôi là tôi mua 20 chỉ. Bán không? Ý. Ai cũng nói tôi mua quá thương mà. Tại nó mua không biết trời. Tôi bán nó 10 cây mà tôi mua 20 chỉ. Anh mày. Thế. Bán không? Anh nói thiệt không? Thế. Ý. Mày không có sợ không mày? Thề luôn, không có mà sao. Bán đi bây giờ lấy giấy tờ ra, ký cái gặp liền. Tôi đưa dạng liền luôn. Dù mắn nhà mày. Hợp đồng kia tao để sẵn cái nhà rồi nhà mày. Dạng đâu? Lấy dạng cho em. Đó, dạng để trong hộp đàng hoàng. Ủa sao vậy? Mày đẹp trai mà sang tổng mày giàu có mà xong rồi mày để vàng trong cái tủ tâm trí văn vậy? Đúng rồi, không có ăn trộm được không? Ý. Đó. Vàng thiệt, yên tâm đi, vàng thiệt mà. Thế vàng thiệt cho mày. Cắn thử miếng á. Không, ở trong cái tủ là được rồi nè. Trời ơi, chẳng đâu. Của chị ăn nè. Tao không biết nè. Cái này là mày lấy cái đâu mà. Thôi, đừng nói nhiều quá bây giờ. Bây giờ ký tên vô đi. Bây giờ mày ký tên vô đi. Sao rồi đó? Lấy tay trắng vô, lấy máu ảnh vô. Cho tay ăn nè. Nó khờ mà nó còn khó nữa. Trời ơi. Sao rồi đó? Đi được chưa? Hợp lệ nha. Đi đi mày. Bye bye. Không mày, con gặp lại mày. Ừ. Chàng gì? Đen ơi. Mày đâu rồi Đen? Tao nhờ. Trời ơi. Tao đi cả ngày đây mà làm gì dài vậy?
Mày đi chơi xong mà tao về tao dọn dẹp tao làm cái gì? Mày đâu mà sáng giờ? Thì tao đi đá gà với tụi bạn tao chứ sao? Mà tao nói mày nghe nè, thua mấy hiệp rồi. Xui quá. Đám bạn cũng với tao lên coi lên đình á, coi mấy bà bê đê hát. Trời ơi, mày đi lớp mày coi hát gì vậy? Hát ô tô mày. Ê, sao mày không muốn tao đi? Buổi nào tao dẫn đi. Ê, mà mày lên đó rồi có ai hát hả? Còn Sài Gòn Tinh Thời. Ai cũ đó? Hình như là tên là lộ lộ gì đó. Vậy hả? Ừ. Ê, mà bà đẹp không mày? Trời ơi, xấu quá. Trời ơi, mà ác nữa. Vậy hả? Ừ, xấu lắm. Trời ơi, tao chưa từng thấy ai mà giả gái mà đô con như bà. Vậy hả? Đô lắm, đô hơn mày nữa. Thức tao luôn. Ừ. Trời ơi. Ừ. Ê, rồi bà có bồ không mày? Ê, mới đọc báo mày. Sao? Đọc báo gì bà đó, nghe nói có đại gia theo đuổi. Tao đâu có tin mày, nghĩ làm sao? Trời ơi, trời ơi. Tao có đại gia theo đuổi luôn hả? Đại gia theo đuổi mày. Ê mày, mà sướng cho mày. Dạ. Đã xấu rồi mà có đại gia theo đuổi là sướng. Chứ mày xấu như mày mà nghèo. Mày á, tao nói mày nghe nè. Ha. Mày còn nhớ không? Nhớ gì? Cái lúc đó á, mày rủ tao nhậu xong á. Rồi á, mày hại đời trai tao luôn. Tao đó tao ngủ tỉnh dậy tao khóc quá thì khóc luôn. Đó, trời ơi, ép giả cho mày cái tao đâu có muốn. Trời ơi, tốt tôi tóc hoài. Mà trong đó thế Thiệu ơi, để ý ngộ nghe trong đó nha. Tao toàn là người già già hát không nè. Ủa gì hả? Ừ, cái đoạn gì mà toàn người già không vậy trời. Trời ơi, chứ ai trong đó? Trời ơi, có cái bài đó nha. Bà xấu ở già mà có điều là hết hơi rồi cũng còn hát. Ủa gì trời ơi, bà đầu hối hết trơn luôn. Trời ơi. Ừ. Già xấu rồi không có hơi đó, nghĩ mày lên đi hát. Đầu hối nữa. Ai vậy? Cẩm Nhung. Ôi trời ơi. Ủa? Ủa nó xấu lắm hả mày? Xấu lắm. Trời ơi, xấu lắm mày ơi. Già nữa, sắp chết rồi. Mà tao biết sao chứa đã rồi. Ôi già quá bướng. Già quá bướng nó chỉ đủ đi trời. Ủa sao không? Không ai đẹp hết trơn hả? Không, biết sao? Tại vì bả xấu, bả muốn người xấu luôn. À. Để có người cạnh tranh với bả. Không ai đẹp hết trơn hả mày? Đó, đẹp đó mày. À. Đó, sang. Trời ơi, nó đẹp lắm. Trời ơi, hát hay nữa mày ơi. Cậu giọng nó cao không chót chót luôn. Ủa mà tóc có nhiều không? Tóc nhiều lắm, tóc dài qua cái mông nghề luôn nè mày. Ôi ơi, trời ơi, tao nhìn còn mê nữa mà. Ê, mê có đôi con này mê gái hả? Không, tao không mê gái đâu. Tao chơi thẳng, tao mê gái thì bảy. Chứ sao mà khen quá trời vậy? Hả? Ê quên, tao nói lộn gì vậy? Tao chơi thẳng, tao mê gái thường tiền rồi. Mày hối mấy mẹ mày kia không phải? Ờ lớp ơi, coi bữa nào thì tao dẫn đi coi thì biết. Mày nói mày nhớ nha. Ê mày, mà nó lùn hay nó cao hả? Cao lắm, nhỏ nó cao cỡ cái 8 á. Trời ơi. Bữa nào thì dẫn đi coi. Tao nghe mày nói mày cao dữ dội quá vậy. Rồi còn mày nè, nãy giờ mày làm gì ở nhà? Hả? Mày nấu cơm chưa? Rồi. Rồi mày làm cái gì coi, cái bạn nó tất cả mất tiêu rồi. Ép, mày dẹp hả? Tao bán rồi. Mày bán gì? Tao bán tất cả. Trời ơi. Tao bán tất cả, tao mới gỡ cái cây ra đó. Trời ơi, ai mua? Thì người ta mua chứ ai mua? Còn mày bán bao nhiêu? Nói mày nghe. Tao nói cái thằng hết hồn luôn. Bán bao nhiêu hết hồn? Bán hơn luôn. Ông kia bán bao nhiêu? 10. 10 cây. Rồi mày bán nhiêu hơn? 20 chỉ. Ủa gì cây? Cây rồi chỉ tao nghe ngộ ngộ như mày. Ôi, anh thấy kệ được không? Trời ơi, tìm mất tin không tin nha nghe. Trời ơi, tiếc cho tao bán có 10 cây à, mà tao bán cái 20 chỉ. Lời giúp tông. Thông minh, tối anh thường cho nghe. Trời ơi, anh về á, tí về tiếp thường với mày nữa. Thắng rồi. Ê, nhắc ổng về tới. Quay đâu rồi? Tía, các bạn bán tới con kèo mà đó rồi, đứa nào dẹp vô rồi. Có dẹp đâu. Dạ. Sao tìm tôi? Mày nghĩ sao bạn mấy đứa tôi treo vào đó cho người ta mua mà dẹp vô ai mà mua? Tôi bán rồi. Mày bán rồi. Bán rồi tôi mới dẹp. Mày bán bao nhiêu? Cái dẹp tôi bán nhiêu? 10 cây. Tôi nói chứ là tôi hết hồn liền. Tôi bán 20 tỷ. Mày nói gì? Mày bán bao nhiêu? Trời ơi, cái tiếng dẹp kìa. Thì tiếng dẹp tôi bán 10 cây. Ừ. Tôi bán 20 tỷ. Lời nhất. Đúng rồi, ơi. Ha ha. Chê con này đi. Chê đi. Đánh. Hả?
Tao hỏi mày là một cây bao nhiêu chỉ? Một cây bao nhiêu chỉ? Vậy chứ còn hỏi tiếng là vậy. Một chỉ bao nhiêu cây? Một cây bao nhiêu chỉ? Tôi hỏi ông là bao nhiêu chỉ một cây? Tao hỏi mày một cây bao nhiêu chỉ? Đó, tôi hỏi tiếng một chỉ mà. Bao nhiêu cây? Một cây bao nhiêu chỉ? Thôi bây giờ không có nói nhiều nha. Bây giờ là cái số người với 20, cái nào lớn? 20. Ừ. Hai chục chỉ là nhiêu cây? Hai cây. Còn tám cây đâu? Ai biết? Mày bán mà mày không biết. Tám cây đâu? Nó bán rồi hỏi tôi. Tám cây đâu? Tôi biết đâu. Trời đất ơi là trời đen, nói là đen. Tao dặn mày bán 10 cây mà giờ tao có 2 cây là 8 cây còn lại tao đâu? Sai lỗi. Bà bố nội cha mày có quỷ già. Mày đứng lại đen thôi. Trời ơi, cái thằng tụi đi tức luôn mày. Trời ơi. Ông Thọ. Sao cái sấy gì đã tới trên đây rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn bé ba rất là nhiều và hỗ trợ hết sức duyên dáng từ bé ba. Trời, cái đó là vàng thiệt đó quý vị. Dạ, cái trên tay bé ba đấy. Vàng thiệt nha quý vị nha. Của người đẹp Anna đó quý vị. Dạ, chủ tiệm vàng đó quý vị nha. Rồi, xin mời phần nhận xét đến từ dạ anh Thu Huy Vũ, anh xin mời anh nữa hả? Dạ. Sao em ưu tiên cho anh dữ vậy? Tại vì dạ, tại vì có mình anh trai ở đây. Chào Cẩm Dung với Sang Sang nha. Nói xong cái cuộc này theo anh nghĩ thì cũng rất là dễ thương. Nhưng mà cái này một cái vở này Vũ đã xem qua quá nhiều kinh điển quá rồi. Nhưng mà cứ mong chờ cái gì đó nó mới lạ, nó thay phá từ hai bạn cùng với ekip ra cái độ này. Hay chắc có lẽ là tại vì mình đã xem cái tiết mục trước, cái lửa và cái tiếng của mọi người chặt chẽ quá, cho nên là không phải là bủ chê nha. Nhưng mà chị Vũ chỉ nói một điều là giống như là mình chưa có hứng thú lắm với cái tiết mục này thôi. Cảm ơn anh Thu Huy Vũ và chắc em xin mời giám khảo Lộ Lộ luôn. Có sao đó vậy nha, có buồn nha. Dạ, tiết kiệm thời gian. Thật ra thì tại vì sức ép của chị là thời gian nhiều quá, cho nên là chị phải chạy nhanh. Và cái tập của phần kịch bản của hai chị cũng rất rẻ trong chiều nay để tôi xong. Thì em là ghi nhận tinh thần trước, và nếu mà mình được chuyển sớm hơn thì sẽ ok hơn. Đó là tinh thần mà khán giả ngồi nhiều cũng mệt rồi. Nên là em phải cảm ơn hai chị đều phải ngồi tới thời điểm này luôn. Mình lớn hơn các bạn mà ngồi đợi cái giờ này để mình điều chỉnh là đã quá là quan nghe rồi. Còn phần còn lại thấy vẫn duyên, rất là dễ thương luôn. Dạ, ok. Duyên dáng vậy thôi. Dạ, cảm ơn hai chị rất là nhiều. Cảm ơn hai chị đang có gì không? Em thấy chị vỗ tay rất nhiệt tình. Rất là thích cái cuộc này. Tại vì ở một cái điểm đó là tuy rằng đây là một kịch bản không mới, nhưng mà khi mọi người diễn lại thì khán giả vẫn rất là đón chờ những cái gọi là cái sự thể hiện nhân vật của hai bạn, hai chị. Đặc biệt là chị Cẩm Nhung hôm nay, em thích cái gì ở chị Cẩm Nhung đó là cái sự tự nhiên. Mà cái điều đó nếu như mà mình đi diễn nhiều năm quá thì người ta sẽ dần dần bị mất nha. Thật sự, kể cả tụi em là diễn viên trên sân khấu cũng vậy. Có nghĩa là khi mà mình cứ đại diện mỗi đêm cái sự rất lặp đi lặp lại thì nhiều khi mình lại bị gồng, mình lại bị cố gắng thể hiện. Nhưng mà ở chị Cẩm Nhung luôn có một cái điều mà em rất là thích và em luôn tìm kiếm cái điều đó ở trong bản thân mình, đó là sự tự nhiên ở trong nhân vật á. Chị Nhung rất là tự nhiên, chị Nhung thể hiện nhân vật á, không có phải là cái sự gồng, nó không có cố gắng, không có cần phải thể hiện gì ra, ra con bố lớn hết, mà rất là tiết chế, rất là bình dị vào vai một cái cô chị Đen, vợ của anh Đậu, rất là dễ thương luôn. Chị Sang thì vòng này có một chút lùi nhẹ lại để cho chị Nhung thể hiện nhiều hơn cái nhân vật của mình.
nhưng mà em cũng nhìn thấy được cái sự tập luyện và cố gắng của hai chị. Chúc mừng hai chị của chương trình này. Dạ, chúc mừng hai chị rất là nhiều. Dạ.